Lâu. Good evening. Yeah. Nào gặp màn hình xuống. Được à? Được. Hết rồi. Ngồi thẳng lên. Ngồi thẳng đấy. Thầy không có nhìn qua cái đỉnh đầu đâu nha. Thầy cần nhìn hết toàn bộ khuôn mặt nha. Đợi con mấy phút xem lại từ mới. Thế là kiểu gì hả? Đã lên muộn là còn lý do hả? Thầy đã dặn như thế nào hả? Thầy dặn từ buổi trước là làm gì rồi hả? Bây giờ còn đòi xem lại nữa, không có xem nữa, gặp vào nhanh. Từ mới có Ừ. những từ nào? Ngồi Con thẳng nhớ lên. mấy cái từ mà con không đọc được. Ngồi thẳng lên, gập cái màn hình xuống, nói rồi. Như vậy. Nhanh, có những từ mới nào? Có từ băng kia to lớn này, laptop này, Nhìn vào đây. laptop này. Laptop. Laptop này, Inspiration này, Inspiration này, cái mà nguồn cảm hứng nhé, Inspiration. Inspiration, Inspiration. Inspiration, Invention. Là phát Invention. minh này, xong đến laptop này, xong rồi là Laptop. laptop. Ừ. Cái gì nhỉ? À, con nhớ từ này là từ mà con không đọc được rồi. Principle này. Principle. Principle. Nguyên tắc cái gì economical, Economical. economical là lãng phí, không không lãng phí. Fabric là vải, Fabric. fabric, Fabric. fabric, E nha, fabric. fabric, Gì fabric, nữa? headphone, Headphones. Câu cuối. headphone, Headphones. Âm cuối có nó có cái gì đấy? headphones, Âm z nha, không phải âm s nha. headphones, Z. rồi. Dư ấy, headphones. Còn còn từ generous Generous. là hào phóng, generous là hào phóng. What else? Còn gì nữa? Có từ gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Patent bằng sáng chế. Patent, patent, Patent bằng sáng chế. patent.
Patton bằng sáng chế. Ông Sao cuối, ông này? cuối, ông cuối. Patent. Patton. Patent. Còn gì nữa nhỉ? Patent. Phát âm cho nó đúng đã. Patent. Âm cuối thì nhắc lại. Âm Patent. 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 Rõ âm cuối ra. Patent. 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 Tiếp, patent. Gì nữa? Hình như hết rồi hay sao ấy? Vẫn còn. Con thứ gì? To lớn này rồi là vẹo buổi cuối. Nói cái gì đấy? Generous rồi đúng không? Hả? Vừa nói cái gì đấy? Hả? Bà generous rồi đúng không? Vừa nói cái gì trước đấy? Nói cái gì? Đừng tưởng thầy không nghe thấy nha. Ngáp ngủ. Nghiêm túc nha, không đùa. Hỏi có chủ ngữ, có vị ngữ. Chào ai thì cũng phải biết nha. Nguyên tắc là nguyên tắc nha. Không phải mình thích là mình làm. Nhá. Làm việc theo nguyên tắc. Nếu như cảm thấy khó quá không theo được thì nghỉ nhá. Còn làm việc với thầy là theo nguyên tắc nhá. Đừng để thầy nghe thấy một lần nào nữa. Còn từ nào nữa? Hết rồi. Chắc chưa? Chắc chưa? Giới. Vẫn còn thiếu đấy. Thiếu đâu đó 4 5 từ gì đấy. Vâng. Velcro là gì? Cái gì ạ? Velcro. Velcro. Velcro là gì? Tàu ngầm là cái gì? Tai nghe là cái gì? Mô Tai phỏng nghe bắt chước rồi. là cái gì? Nào. Còn lại những cái từ đấy rồi thì mang theo là từ nào? Velcro là gì? Đã học chưa? Thầy hỏi là em đã học chưa? Đã học chưa? Mới thuộc cơ thế Thầy dặn là bài học thuộc hết cơ mà. Sao lại em còn chưa thuộc có thế thấy đâu trong hả? Không lý do nha. Không có lý do. Hôm nay là sang ngày thứ hai rồi nhá, không phải là vừa hôm qua mới học xong nay học kiểm tra luôn nha, được nghỉ một ngày hôm qua nhá, đến ngày hôm nay rồi nhá, không có lý do nhá.
Mọi lý do chỉ là sự bao biện nhé. Học là học, không học thì nói là không học nhé, hay chưa học thì nói là chưa học nhé. Còn đã học thì học hết. Rõ chưa? Rõ chưa? À, thầy hỏi rõ chưa? À, nghe rõ chưa? Nghe rõ thì trả lời nha, hỏi thì trả lời. Đã rõ chưa? Nào, nghe rõ chưa? Hả? À, rõ cái gì thầy nói chưa, cái gì thầy yêu cầu chưa? Hả? À, rồi. nào, hôm nay tiếp tục học Unit 5. Today we will continue study Unit 5. Now we move to grammar. Nó chuyển sang gì nhỉ? Grammar. Grammar là gì nhỉ? Grammar. Grammar là gì? Nào, grammar là gì? Là gì đây? Đây là hiện tại hoàn thành. Thầy đang hỏi grammar là gì? Công thức cái này. Grammar cơ mà. Ngữ pháp. À. Ghi vào lại còn rồi cái gì? Không biết thì ghi vào. Xong chưa? Grammar, ngữ pháp. Xong chưa? Ghi lâu thế, cũng một cái từ đơn giản như thế này thôi. Ba chữ. Xong từ rồi. Thế thầy đã nói là xong thì phải bảo như nào được cơ mà. Xong thì phải bảo cơ mà. Nào, hôm nay chúng ta sẽ học về Present Perfect Tense. Học về gì nhỉ? Thì gì đây? Hiện tại hoàn thành. Thì hiện tại hoàn thành. Nào, khi mà chúng ta học về thì nha, học về thì sẽ có ba dạng, được chưa? Trong mỗi một thì sẽ có ba dạng. Dạng dấu cộng này này nha, người ta gọi là dạng khẳng định. Dấu trừ này là phủ định. Dạng cuối cùng là dạng
Câu hỏi: vậy nên để ý khi nào người ta ghi dấu cộng, khi người ta ghi dấu trừ, dấu hỏi nhá. Khẳng định, phủ định. Khẳng định, khẳng định trong tiếng Anh, nếu người ta không ghi dấu cộng, người ta sẽ ghi là positive. Được chưa? Positive nhá. Positive. Phủ định, người ta sẽ ghi là negative. Được chưa? Câu hỏi thì người ta sẽ ghi là question. Được chưa? Hoặc là interrogative. Nhá. Interrogative. Được chưa? Positive, khẳng định. Negative, phủ định. Interrogative hay là questions là dạng câu hỏi. Vậy nên khi mà thầy hỏi liên quan đến thì phải trả lời được, thứ nhất nó ở dạng nào nhá. Rõ chưa? Ừ. Negative. Yeah. Positive, khẳng định. Negative, phủ định. Question, câu hỏi. Interrogative là dạng phủ, dạng câu hỏi, cũng là câu hỏi nghi vấn hay gọi là nghi vấn. Interrogative là nghi vấn. Negative, phủ định. Positive, khẳng định. Đi vào. Ba dạng của nó: khẳng định, phủ định, câu hỏi hoặc câu nghi vấn. Số công thức có phải ghi không ạ? Thầy bảo ghi cái đấy trước thì cứ ghi. Khi nào thầy bảo ghi làm gì thì làm nhá. Thầy bảo ghi cái gì cứ ghi cái đấy. Ghi ba cái từ kia vào. Rõ các dạng của thì ra. Nhớ là thì nào nó cũng có ba cái dạng này nhá: khẳng định, phủ định và câu hỏi, câu nghi vấn. Bất kỳ một thì nào, hiện tại đơn hay hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn nhá, thì nào cũng đều có ba cái dạng này hết. Xong chưa? Nào, bây giờ ta nhìn vào công thức. Công thức chung của người ta ở đây cho ghi là chủ ngữ, đúng chưa? Subject cộng với has hoặc have cộng với động từ này như thế nào? Động từ chính này như thế nào? Động từ chính này sẽ chia như thế nào đây nhỉ? Đấy, vấp cột 3. Hay còn gọi là gì nhỉ? Chúng hay gọi nó là gì? Tiếng Việt chúng hay gọi nó là gì? Việt hay gọi nó là gì nhỉ? Tiếng Việt hay gọi nó là quá khứ phân từ. Nào, người ta cho cấu trúc chung là chủ ngữ cộng với has hoặc have cộng với động từ chia ở cột số 3 đối với động từ bất quy tắc. Còn có quy tắc thì như thế nào? Động từ bất quy tắc thì chia ở cột 3 thì còn có quy tắc. Có quy tắc thì như thế nào đây? Động từ có quy tắc thì sẽ như thế nào? Có hết nhập vào Động từ bất quy tắc thì chia cột số 3. Thế còn động từ có quy tắc? Có quy tắc thì sẽ như thế nào? Để cho nó về dạng quá khứ phân từ. À, như nào đấy? Động từ có quy tắc mà chuyển nó về quá khứ thì phải là như thế nào? Làm cái gì? À, thêm cái gì?
Thêm cái gì nhỉ? Thêm cái gì? Thêm cái gì để cái động từ đấy nó trở về thành động từ quá khứ, ở quá khứ? Thêm cái gì nhỉ? Ý thầy là như nào? Động từ, đúng chưa? Chia Rồi. cột số 3, thế có phải là động từ bất quy tắc không? Đúng chưa? Khi cho nó về quá khứ hoàn thành đúng không? Bây giờ động từ, bây giờ nói về động từ chúng ta có hai loại động từ đúng không? Và động từ thường ấy thì có hai loại động từ là động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc đúng không? Động từ bất quy tắc thì là chia cột số 3 rồi. Thế còn bây giờ động từ có quy tắc thì sẽ chia như thế nào? Có quy tắc mà chuyển về quá khứ ấy thì sẽ thêm cái gì? Nó Nó lại thêm non. Nó có phải dạng phủ định đâu. Đang hỏi về động từ cơ mà. à, Thêm động gì? động từ Chia về quá khứ mà có quy à, chia về tắc. cột 2. Có quy tắc. Bất quy tắc thì mới xem ở trong bảng 360 động từ bất quy tắc. Còn À, có quy tắc cơ có quy mà. tắc thì thêm đi. Thế hỏi từ nãy giờ cứ ngồi gãi đầu gãi tai. Chưa định hình được ra mình. Nhớ nha. Động từ bất quy tắc thì chia ở cột số 3. Động từ có quy tắc thì thêm ed. Ở đây người ta chia chung về chủ ngữ. Nhưng mà người ta sẽ phân biệt được ra các chủ ngữ sau. Đối với các chủ ngữ I, you, we và they sẽ cộng với gì? Sẽ đi với cái nào ở trong cái cột ở bên, ở trong cái cột đầu tiên, cái dòng đầu tiên kìa. Cái nào Đây này. Trong cái positive này rồi này. Ừ. Các chủ rồi ngữ I, you, we, they sẽ đi với cái nào? I you we they thì là have Không đọc have nha. Have. have Nha. Sau have have là động từ ở cột số 3. Hoặc là thêm ed nhá. Thế bây giờ các chủ ngữ còn lại là những chủ ngữ nào? has Chủ ngữ là he, she và it sẽ cộng với gì? She it has sẽ cộng has với has. Nhớ là sau nó động từ ở cột số 3 hoặc thêm ed. Đấy, chúng ta phân biệt ra các cái chủ ngữ nha. Các chủ ngữ I, you, we, they chúng ta gọi nó là chủ ngữ số nhiều. Còn các chủ ngữ he, she, it nha, chúng ta gọi nó là các chủ ngữ ở ngôi thứ ba số ít. Nhớ đừng nhầm nha. Ngôi thứ ba số ít. Đây là dạng gì nhỉ? Positive, dạng gì? Dạng gì đấy? Nào, dạng gì đây? Positive. dạng Vừa ghi xong. false Dạng đâu gì? ta tiếp Dạng gì? ở đâu Ừ. Vừa ghi và mở false xong, positive là dạng gì? tiếp Ừ. Positive. Dạng gì? là khẳng định Dạng khẳng định. Nha. Vừa nó sang negative, dạng false gì? phủ Dạng gì? phủ định Dạng phủ định. Dạng phủ định thì chúng ta chỉ việc thêm not vào đằng sau have hoặc has thôi. Được chưa? Have hoặc has. Dạng câu hỏi. Nào, nhìn vào đây. Dạng câu hỏi. Chúng ta sẽ đảo
has hoặc have lên đầu câu, sau đó đến chủ ngữ và đến động từ nha. Câu hỏi thì thường sẽ đảo động từ to be, trợ động từ từ để hỏi lên đầu. Cấu trúc chung nó là như thế. Hầu như các thì người ta đều sẽ đảo trợ động từ lên đầu nhá. Lúc này cái has và cái have kia người ta gọi là trợ động từ. Hiểu chưa? Rồi thì khi nào thì chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta sử dụng đến cái thì hiện tại hoàn thành này. Thứ nhất là những hành động đã xảy ra ở trong quá khứ nhưng không xác định rõ về thời gian. Tức là gì? Tức là nó không có cái thời, cái từ để chỉ vào một cái thời gian cụ thể. Được chưa? Nó không chỉ vào một cái thời gian cụ thể, cho nên chúng ta sẽ không biết được nó chính xác là xảy ra vào lúc nào. Chúng ta sẽ sử dụng hiện tại hoàn thành. Dấu hiệu nhận biết của nó, dấu hiệu nha, đấy chính là các cái từ just, recently, lately, already, not yet, yet và if never. Nhìn thấy các cái từ này nhá, nhìn thấy các cái từ này thì nó ở thì gì? Câu đấy nó sẽ chia ở thì gì? Hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành. Rồi tiếp, trường hợp thứ hai chúng ta sử dụng nó là những hành động đã tồn tại ở trong quá khứ và nó tiếp tục kéo dài đến hiện tại, tức là ở trong quá khứ nó xảy ra và nó vẫn cứ kéo dài đến thời điểm hiện tại. Nha. Nó có các cái dấu hiệu nhận biết là so far này, up to now này, up to now này, up to the present này, still này. Ở đây có hai cái này cần lưu ý. Hai cái này cần lưu ý, nó hay gặp nhất nha. Đấy chính là since và for. Since thì đi với lại period of time là tổng thời gian. Còn since thì với a point of time là mốc thời gian. Tổng thời gian là từ lúc nó bắt đầu đến lúc nó đến thời điểm hiện tại nó là bao nhiêu lâu nha. Ví dụ này, ví dụ nó bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 1 hiện tại nó là mấy tháng? Không. Tháng 12 năm ngoái đến tháng 1 bây giờ là mấy tháng? Không. 2 tháng chứ. Tháng 12 và tháng 1 cơ mà. Đúng chưa? Tháng 12 năm ngoái và tháng 1 hiện tại có đúng là 2 tháng à, chưa? Được, được. Được. Thì lúc này chúng ta sẽ gọi nó là for 2 months, 2 tháng tổng thời gian nhá. Mốc thời gian tức là ngày nó bắt đầu. Vậy lúc này chúng ta sẽ không nói là since 2 months nữa, mà chúng ta sẽ nói là since December. Được chưa? Hay đơn giản nhá. Từ năm 2014 đến bây giờ là bao nhiêu năm? Đến 2014 là bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? Bây giờ 2022 rồi. 22. Bao nhiêu năm? 8. 8 năm. Vậy thì sẽ dùng cái nào đây? Dùng since hay dùng for đây? Nào lúc này sẽ dùng since hay dùng for đây? Với con số là 8 năm. Dùng since hay là dùng for? Cái này là ấy, rõ thời gian cụ thể thì là xin. Thế là nó cái 8 năm cơ mà, từ 2014 đến 2022 là dùng 8 năm of à? Of time. Là gì? Since hay là for? For. Tại sao dùng for? Bởi vì for nó nêu thời gian cụ thể. No, no.
For là gì? Tổng thời gian. Thế có phải là tổng thời gian từ 24 đến 22 giờ hay là 8 năm không? Còn nếu như since thì là mốc thời gian, thì since sẽ là since 2014, 2014 nha. Since đi với mốc thời gian cụ thể là ngày nào, tháng nào, năm nào, giờ nào nhá. Hiểu chưa? Since nó đi với một cái thời gian cụ thể là ngày nào, tháng nào, năm nào. Còn for nó đi với lại tổng thời gian là bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần. Hiểu chưa? Cho nên sẽ nhìn thấy since, since sẽ đi với con số về thời gian trong quá khứ. Còn for sẽ đi với tổng số lượng thời gian. Hiểu cái chỗ này chưa? Nhớ một câu là gì? For tổng sin mốc. For đi với tổng thời gian là xem bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm. Còn since là ngày nào, tháng nào, năm nào. Hiểu ra chưa? Hả? Hiểu chưa? Trả lời không có gật. Nhớ nha, for tổng sin mốc. Nhớ cái đấy đến lúc mà biết làm. Rồi, ngoài ra có các cái từ khác như là the last is the first time. Nhớ này, the first, the second, the last time. Lần thứ nhất, lần thứ hai là lần cuối cùng. Nha. Rồi thì how long là bao lâu? Tức là khi nó nhìn thấy các cái từ này này nhá. Nhìn thấy các cái từ này thì chắc chắn là nó ở thì hiện tại hoàn thành. Lưu ý mỗi cái cách sử dụng của since và for. Cách sử dụng của since và for là người ta hay đưa vào trong câu, trong câu câu đấy lắm đấy nhá. Trong bài thi lắm đấy nhá. Give me one minute. Quay lại. Đó. Nhanh lên. Quan tâm cái sạc máy tính thôi. Em đang. Rồi, lưu ý này, since cộng với lại now, sau since là danh từ. Được chưa? Sau since là danh từ. Trường hợp thứ ba chúng ta sử dụng, đấy là diễn tả một hành động đã xảy ra hoặc có thể chưa xảy ra tại một thời điểm chưa hoàn tất trong hiện tại. Hơi lú này. Một hành động đã xảy ra hoặc là chưa xảy ra tại một thời điểm nó chưa hoàn tất trong hiện tại. À, nó ngoằng nhỉ. Tức là một hành động nó làm sao đã xảy ra hoặc là nó chưa xảy ra ở một thời điểm chưa hoàn tất. Chưa hoàn tất tức là trong ngày này, trong giờ này, được chưa? Thì người ta gọi nó chưa hoàn tất. Tức là nó xảy ra trong một ngày hôm nay nhá, được chưa? Có thể xảy ra rồi hoặc là nó chưa xảy ra trong ngày hôm nay. Được chưa? Và trong cái thời điểm ngày hôm nay này thì người ta sẽ sử dụng hiện tại hoàn thành. Hiểu cái chỗ này chưa? Thì dấu hiệu nhận biết của nó chính là this cộng với lại thời gian. Hay là các từ today, tonight. Ngày hôm nay, tối nay. Đấy, thì khi nhìn đến những cái từ này nha, những cái từ này và nó chưa hoàn tất nha. Thời điểm này nó chưa là hoàn tất, được chưa? Thì chúng ta sẽ sử dụng hiện tại hoàn thành. Rồi, trường hợp thứ tư nó sử dụng là trong cấu trúc so sánh hơn nhất. Sau cấu trúc so sánh hơn nhất, chúng ta sẽ sử dụng đến hiện tại hoàn thành. Cuối cùng là để diễn tả một hành động đưa đến một kết quả nào đó trong hiện
tại, tức là diễn tả một cái hành động nó đang xảy ra, được chưa? Nó đang, nó đã xảy ra rồi và nó đưa đến cho một cái kết quả ở thời điểm hiện tại nha. Một cái hành động nó đưa đến được một cái kết quả ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Hiểu được bốn cái trường hợp sử dụng này chưa? Năm cái trường hợp sử dụng. Đầu tiên là nói về một hành động xảy ra trong quá khứ, không xác định được thời gian xảy ra là khi nào. Tiếp đến là một hành động nó đã xảy ra trong quá khứ rồi nhá, nó xảy ra trong quá khứ, nó tiếp tục kéo dài đến hiện tại. Được chưa? Nó tiếp tục kéo dài đến hiện tại. Thứ ba là diễn tả một hành động xảy ra hoặc chưa xảy ra ở một thời điểm hoàn tất trong hiện tại, tức là trong ngày. Rồi tiếp đến trường hợp thứ tư là sau cấu trúc so sánh hơn nhất. Cuối cùng là diễn tả một hành động nó đưa đến cái kết quả ở thời điểm hiện tại là cái kết quả đấy nó như thế nào. Chưa? Chụp màn hình vào. Xong về chép lại nha. Từ còn lại tìm cách chụp màn hình. Ad thuộc của cô được phải không? Ừ. Thuộc của cô phải Ghi hết vào buổi sau tài kiểm tra cấu trúc. kiểm tra cấu trúc không, gọi là cách dùng với lại là dấu hiệu nhận biết thôi đúng không? Chủ yếu là hỏi về dấu hiệu nhận biết, tại vì ở trong câu nha, trong câu ấy thì thi bình thường ấy nha, thi bình thường của lớp 10 ấy, chủ yếu nó là liên quan đến dấu hiệu nhận biết. Để đọc cái câu ấy lên thì có dấu hiệu nhận biết thì biết nó là chỉ gì thì chia thế thôi, chứ còn cái trường hợp mà sử dụng như này ấy, thì đây là chỉ thi ôn thi đại học, ôn thi chuyên sâu thôi, người ta mới quan tâm đến nhiều. Chủ yếu thuộc công thức dấu hiệu nhận biết là xong. Được chưa? Cho nên là dấu hiệu nhận biết là học thuộc cái nha, thuộc hết tất cả những cái từ kia đấy. Nhớ một câu là xin mốc, for tổng xin mốc cho nó dễ. For tổng xin mốc. For thì đi tổng thời gian, xin đi với mốc thời gian. Xong chưa? Biết cách chụp chưa? Cũng hơi hơi một tí. Đầu tiên con ấn vào cái phần tìm kiếm. Máy thầy như giống máy con này nào. Ở đây là có chữ Brickens Spring Tooth. Xong con ấn Snipping vào tool rồi. đi Xong con ấn thầy. vào lưu. Snipping tool xong lưu vào. Cắt ảnh nha, không lưu vào, cắt màn hình nha, lưu vào, có cái gì đâu. Snipping tool. Xong chưa? Chưa xong thì Rồi. lấy điện thoại chụp. Con làm gì có điện thoại? Vừa nghe tiếng rung đấy, đừng cãi thầy. Nhá. Buổi đầu thì không nói thôi. Làm gì có chuyện đến bây giờ lớp 10 rồi còn không có điện thoại. Máy Đừng con hỏng. đừng có lùa gà nhé. Nha, đừng có lùa gà. Máy con hỏng tí con lấy iPad chụp lại từ ở đây, file ở đây chứ. Xong chưa? Rồi ạ. Đấy, cả một buổi học thì học được đúng một cái này. Nhá. Cả một buổi học học được đúng cái này. Không biết về nhà có thuộc hay không? Ủa? Buổi sau sẽ học về danh động từ và động từ nguyên thể. Nhá. Buổi hôm nay để chỉ Rồi. học, cần học thuộc được một cái cấu trúc kia thôi là may rồi. Nhá. Rồi. Việc về nhà cần làm. Thứ nhất,
Học lại từ mới. Thứ hai, thuộc cấu trúc thì hiện tại hoàn thành và dấu hiệu nhận biết của nó. Các cái dấu hiệu nhận biết nha. Vấn đề thứ ba, nhắc nhở lại một lượt nữa. Buổi sau lên học đúng giờ nha. Lưu thông tin lại nha, lưu các cái thông tin lại nha, thầy gửi ở đây, lưu lại nha, không phải ngày nào cũng nên hỏi, gửi rồi rõ chưa, đúng giờ nha, không có chuyện muộn nha. Mà đã lên đây học là lên học, chứ không có chuyện thầy chờ em học lại, nhìn qua không có nhìn cái gì hết. Đã lên nha, thầy đã duyệt vào phòng nha, thầy đã duyệt vào phòng là học, là kiểm tra, không có chuyện đấy, hiểu chưa? Đó chưa? Rồi. Căng lắm đấy nha. Quy định là ra quy định đấy, chứ phải thích là làm được. Nha. Không tin thì cứ hỏi lại mấy cái cô trước ấy. Nha. Xem là thầy dạy như thế nào. Nha. Hoặc là thầy gửi link YouTube rồi đấy. Lên xem những cái đứa, những cái em ấy nhá, lên xem mấy em ấy lớp 3 lớp 4 ấy học với thầy xem nó như thế nào nhá, bướng đến mấy thì bướng nhá, theo hết, đừng có chuyện là không thích. Còn thầy dạy không phải mỗi mình em đâu nhá, không phải một mình em là mới lớp 10 đâu, thầy dạy nhiều rồi nhá, thầy dạy cho một bạn cũng ở Hải Dương rồi nhá, rồi thì một bạn ở Quảng Ninh nữa đấy, rồi một chị ở bên Nhật nữa, không quan trọng lớn bé như nào nha. Cái chị ở bên Nhật ấy, nhiều tướng thầy nhưng mà nói là phải làm, nhưng không có chuyện là thế nọ thế kia, học là học nha, có vấn đề gì nha thì bảo với thầy, nói chưa, cái tuổi ẩm ương của mấy đứa chúng mày ấy, thầy trải qua hết rồi nha. Trước khi làm thầy, thầy đã làm thành mấy đứa Ương rồi gì, con chưa nói già ngoan lắm. nha, trước khi là mấy đứa thì thầy cũng trải qua hết rồi, chả còn cái gì nó lạ nữa đâu nhé. Thầy cũng không phải thuộc dạng là low technology đâu nhé, không phải là dạng gọi là gì ít hiểu biết về công nghệ đâu nhé, theo quốc tế mà nhé. Đấy, nói lại bỏ khoe như học quốc tế, chả còn cái gì thầy không biết nhiều đâu nhé, từ nước trong đến nước ngoài nhé, không qua mắt được đâu, hiểu chưa, rõ chưa nhá. Đấy, Facebook của thầy Trần Mạnh Hùng đấy nha, hoặc cả Zalo đấy, có cái gì khó nói không nói được với mẹ, nhắn tin lên đấy thầy trao đổi lại cho nha, rất thoải mái nha. Mấy đứa học sinh khác ấy, sau giờ học ấy, thích chơi game, thích chơi cái gì thầy chiều hết nha, nhưng mà đã lên lớp học là học, không có chơi đùa nha, hết giờ rồi thích làm cái gì thì làm, rõ chưa, thoải mái, quan điểm rất thoải mái nhé, nhưng mà làm việc là ra làm việc, còn lúc nào chơi là chơi nha, hiểu chưa, chứ không phải lên đến thầy căng một tí thì thế lọ thế chai, thầy thế nọ thế kia, mày đổi lớp thầy cũng không quan trọng đâu nhá, đổi lớp đổi bao nhiêu lần cũng được, thầy không quan trọng đâu thế thì học không thích thì em chuyển lớp không sao, không vấn đề gì nhá, rõ chưa, rõ chưa, rõ rồi thì nhớ mà làm theo nha, đừng để nhắc nhiều, lớn rồi mấy đứa lớp 3 lớp 4 chúng nó cũng làm được rồi đấy nha, những cái gì thầy nói chúng nó làm được đấy, mình lớn hơn chúng nó biết bao nhiêu tuổi đâu nha, ít nhất là cũng có tầm 5 tuổi đến 7 tuổi lớn hơn chúng nó rồi nha. Cho nên những cái vấn đề này nó không khó nha. Ok, có làm được không? Đó. Có làm được không? Có hay không? Nói là nói. Có làm được hay không? Có ạ. Có thì nhớ làm cho nó đúng và đủ nha.
Thầy không yêu cầu làm hơn được thì là em là tốt, còn không được thì là đủ chứ đừng có thiếu, được chưa? Rồi. Có thể là chúng ta sẽ buổi tuần sau chúng ta sẽ nghỉ nghỉ sớm, thầy có chút việc nên chúng ta có thể sẽ nghỉ sớm nha, nên là tối buổi hôm nay chúng ta tạm ở đây, có thể ra Tết nó sẽ gặp lại nha, Ok. Rồi. rõ chưa? Ok. Đấy, Facebook của đấy chắc là biết rồi, tìm tên thì biết nha. Goodbye. Rồi. Nói Hà Nội. Goodbye. Goodbye ai? Nói rồi phải có chủ ngữ vị ngữ. Goodbye thầy. Tiếng Việt hả? Chào teacher. Ừ, tiếng Việt hả? Anh đi làm.